Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lại. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một loài cau ha. Và đó là cau gì thì mời các bạn theo chân mình ha. Đây. Đây. Đây là loài cau mà mình sẽ giới thiệu với các bạn nè. Các bạn có đoán được cây gì chưa ạ? Và đó chính là cây cau Nhật. Một loại cau vừa mang cái phong thủy cho gia chủ ha, vừa mang lại cái vẻ cảnh quan đẹp, ngoài ra nó còn giúp lọc không khí nữa các bạn ha. Rồi chúng ta cùng xem cây cau ha, cây khá là đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái gốc cho các bạn xem. Cau Nhật thì có cái thân nó màu hơi vàng vàng xanh như thế này đây, đây các bạn thấy nè, cái vàng xanh nè ha. Và nó chia thành nhiều bụi ha, hai rất là nhiều bụi, một thân chính lên mà có ra khá là nhiều bụi ha. Và cái chiều cao của cây cao này nó từ khoảng từ 80 cm cho đến 1,5 m ha. Nhưng cái cây giống của mình đang cung cấp thì nó tầm cỡ 40 đến 50 cm ha. Đây là một cái cây cao khác nè, là cái lá của nó như thế này đây các bạn, lá nó sẽ thùy như thế này như lông chim ha, và cái răng lá nó tầm cỡ một xăng ha, một xăng. Hiện tại khá có mấy cây lớn á, cái lá lớn thì nó sẽ lớn nhiều hơn. Và cái lá này có trường hợp người ta cắt cái lá này để ta chưng nữa các bạn ha, chưng trong các loại hoa nè, bàn hoa đó. Đây mình chỉ sở hữu được có 5 loại, 5 chậu như thế này thôi nha các bạn. Nhưng các bạn nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết đó. Về kỹ thuật trồng và chăm sóc thì cũng đơn giản ha. Cái cao này có lại hoặc là chúng ta để trong mát á, hoặc là chúng ta để cho nó tiếp nắng một phần thôi ha. Không được cho nó tiếp nắng quá nhiều nha, nó sẽ làm bị lá nó bị cháy nha các bạn. Cây này thích hợp cho trồng chậu ha, trồng chậu, trồng ngoài đất. Mà thường thì là trồng chậu nhiều hơn ha, để trong mát nó sẽ tốt. Đối với trong văn phòng thì chúng ta trồng chậu phải đem cho nó ra ngoài nắng tiếp khoảng từ 5 đến 6 tiếng một tuần ha. Rồi nếu các bạn muốn sở hữu thì nhanh tay gọi ngay số điện thoại trên màn hình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.